Hòa chung trong không khí hân hoan của những ngày tháng 3 lịch sử, nhiều hoạt động kỷ niệm đã được các địa phương, đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức nhằm tri ân những cống hiến của thế hệ đi trước. Triển khai thực hiện kế hoạch của quận ủy Hải Châu về nghiên cứu lịch sử đảng bộ quận Hải Châu qua các thời kỳ. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3, đảng bộ phường Thanh Bình tổ chức ra mắt công trình lịch sử về đảng bộ phường. Thông qua đó nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu về truyền thống lịch sử của phường Thanh Bình, quận Hải Châu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Khi mà nhận được cái cuốn sách thì mình biết được hơn nhiều về các thế hệ cha anh đi trước, cũng như các đồng chí là lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo địa phương của các thời kỳ, cũng như là cái cuộc đấu tranh giành độc lập của các thế hệ cha anh đi trước. Sau này thì bản thân em cũng sẽ lãnh đạo đoàn phường là đưa các cuộc thi về tìm hiểu lịch sử đảng để cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như các em học sinh còn lớp thế hệ sau được biết thêm nhiều về cái cuốn lịch sử đảng bộ phường. Đảng ủy phường Thanh Bình chuẩn bị cái công trình lịch sử đảng bộ phường thì cũng khá lâu. Tuy nhiên thì chọn cái dịp 29 tháng 3 để ra mắt thì cũng nhằm ôn lại cái truyền thống của đảng bộ phường, những cái giá trị văn hóa tinh thần của thành phố Đà Nẵng cũng như là đảng bộ phường Thanh Bình nói riêng trong cái dịp này. Cùng với quận Hải Châu, các địa phương, đoàn thể trên địa bàn huyện Hòa Vang cũng thực hiện các công trình nhằm chào mừng ngày giải phóng thành phố như trùng tu các bia chiến tích, các nhà văn hóa cộng đồng hay các chương trình hành quân về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhân cái dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng huyện Hòa Vang 28 tháng 3 và giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 thì cựu chiến binh Hòa Vang phối hợp với đoàn thanh niên cũng như các ban ngành đoàn thể thì tổ chức hoạt động trùng tu cái bia chiến tích mà hiện nay chưa được công nhận. Hiện nay có hồng 28 cái bia chiến tích chưa được công nhận, cho nên cựu chiến binh cũng vận động hội viên cựu chiến binh là hỗ trợ để trùng tu ở các địa phương, và chúng tôi đang đề nghị tiếp tục xây dựng một bia chiến tích tại đồng lệ Sơn Hai và cầu Bình Giang trong cái năm 68. Có thể thấy, cứ mỗi dịp tháng 3 về, dù ít hay nhiều, mỗi địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều cố gắng đóng góp một công trình, một phần việc ý nghĩa nhằm tạo không khí phấn khởi, qua đó giáo dục và nhắc nhở thế hệ hôm nay về những cống hiến của cha ông.